ngày hôm nay Mai Phương và Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả đài SBTN. Vào tối ngày thứ Sáu 26 tháng 5 năm 2017, cộng đồng người Việt tự do New South Wales đã cùng một số đồng bào xuống đường để tẩy chay và biểu tình chống show ca nhạc hài mang tên Vợ Thằng Đầu tại một hội quán vùng Edinson Park. Dựa trên nghị quyết 36 do Cộng sản đề ra để ru ngủ tinh thần đấu tranh của đồng bào hải ngoại và giảm dần đi sự chống đối. Những cái show như thế này nó vẫn được có các nghệ sĩ từ Việt Nam đi qua thường xuyên hàng năm, không có biết bao nhiêu là cái show, nhưng mà đặc biệt năm nay chúng ta phải biểu tình cái show này để chứng tỏ rằng chúng ta không bao giờ để cho Cộng sản xâm nhập vào cộng đồng của chúng ta. Một Cộng sản nó tới để nó biểu diễn, nó mua lấy nụ cười rẻ tiền của cộng đồng của mình. Em tới đây để em phản đối tụi nó và phản đối luôn cả những người tổ chức và phản những người đi mua vé. Rồi có một số thì từ Việt Nam nó cũng chỉ là phục vụ cho chế độ Cộng sản. Đi qua đây nó trình diễn như vậy. Những người ở bên này đã từng là tị nạn mà lại đi coi ủng hộ cho tụi nó thì mình không hiểu được. Những gì đứng ở sau lưng những cái show này, những nghệ sĩ này, những người tổ chức cái show này, nó mới là đáng nói, nó mới là Cộng sản. Kính thưa toàn thể quý vị, nghệ sĩ Thành Lộc là một nghệ sĩ thảo lành trong nước, hơn 40 năm hành nghề mà không bưng bít cái bô để mà được xin nghệ sĩ ưu tú như Hoài Linh. Hoài Linh về trong nước được sự ủng hộ của Đảng Cộng sản và có những thỏa thuận để được hoạt động dễ dàng trong nước, và không bao lâu, với thời gian rất là ngắn, được Đảng Cộng sản cho cái danh hiệu là nghệ sĩ ưu tú. Đây là những điểm quý vị nên xem xét và nhìn thấy rõ vấn đề. Đã đảo những người, đã đảo Hoài Linh, đã đảo, đã đảo Phi Trung, đã đảo. Em thấy là tình hình của Việt Nam bây giờ dân chúng đang đau khổ vậy mà tụi Cộng sản nó lại tổ chức những buổi mà tuyên truyền dân vận như vậy thì em không thể nào mà ở nhà được. Em phải tới đây để mà để cho những người đi coi biết là mình không thể tiếp tay với Cộng sản mà hại dân mình nữa. Hầu hết những người đi xem phải cúi gầm mặt hay chạy thật nhanh vào rạp vì mắc cỡ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người đi xem lại dừng xe và gây hấn cũng như chửi vào những người lớn đáng tuổi cha tuổi chú của họ khi được khuyên bảo đừng nên đi xem chương trình này. Thế quay không thể tưởng được, không thể tưởng mà cái người ở đây mà lại có những cái hành vi thiệt là mất dạy thiệt. Cái nhà cầm quyền Cộng sản hả, lần người ta đàn áp dân lần anh bên Việt Nam thì không có dám để bỏ ra 10 đồng, 20 đồng để gây quỹ. Để cho người ta mà bỏ ra mấy trăm đồng để đi coi những thằng Hoài Linh, con Phi Nhung, rồi thằng Đàm Vĩnh Hưng, rồi những cái người đó để đóng tiền để về làm giàu cho cái đất Cộng sản. Mẹ Việt Nam ơi, nhà Việt Nam bao đứa con làm bầy. Người đó dân lành, bỏ tù oan bao người yêu nước. Còn người vô tâm. Hoài Phương và Nam Hương tường trình từ Edinson Park, Úc Châu xin kính chào quý vị khán giả. Chẳng ngần ngại chi vỡ vẽ cho đời.